Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn hình ảnh một số cây ở vườn nhà em sau cái trận bão số 3 ngày hôm qua. Như cô bác, anh chị và các bạn cũng biết rồi đấy, cái cơn bão số 3 hôm qua thì ảnh hưởng rất nặng nề đối với các tỉnh khu vực miền Bắc. Bão đi qua đâu là hầu như là thiệt hại rất nhiều ở đó, nhất là cây thì đổ rất nhiều, cây gãy đổ rất nhiều. Ở vườn em thì cũng là một nơi mà cũng thiệt hại khá là nhiều do cây đổ, cây gãy. Tại vì vườn em thì nhiều cây to. Đây là cây hồng đèn lồng. Đây là cây hồng đèn lồng sau cái trận bão hôm qua nha các bác nhé. Cô bác, anh chị và các bạn nhìn lên cái ngọn của nó có thể thấy gió nó quật những cái lá sơ xác hết luôn rồi, đúng không ạ? Gió nó quật những cái lá sơ xác, bay hết lá. Trên ngọn hầu như là không còn lá luôn. Thế nhưng những cái quả ở cái cây này thì vẫn còn đậu lại rất nhiều. Phải nói là cái quả hồng đèn lồng này nó rất là dai nha các bác nhé. Phải nói là cái quả hồng đèn lồng này nó rất là dai. Cái cơn bão hôm qua thì cô bác, anh chị và các bạn cũng biết là nó mạnh đến mức nào khi mà vào thẳng Hà Nội. Hiện tại thì những cái cành ở bên dưới hầu như là còn nguyên quả, những cành bên trên thì vẫn còn khá nhiều, cũng rụng nhưng mà không đáng kể nhé các bác nhé. Nói chung là quả thì cũng bị rụng nhưng mà không đáng kể. Đây một cây nữa cũng là hồng đèn lồng. Tại vì thời tiết hôm nay thì nó hơi xấu, cho nên em quay nó không được nét lắm. Chắc là cô bác, anh chị và các bạn cũng không nhìn thấy rõ quả ở cái cây này. Em quay thì hơi xa. Nhưng cây này cũng còn rất nhiều quả, lá thì rụng te tua ra như thế nhưng mà còn rất nhiều quả nha các bác nhé. Ở khu nhà em, ở khu vườn, ở khu vực Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nhà em thì hầu như vườn nào cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão. Tất cả các vườn nào cũng bị ảnh hưởng ạ. Tất cả dàn lưới thì đều bị sập hết và cây cối thì gãy đổ. Sáng nay nhà em cũng đã khắc phục hết rồi. Những cái cây gãy đổ nhà em đã dựng hết lên rồi. Nói chung là sau bão, lần nào cũng thế, nhà vườn em sẽ có đội thợ sẽ chỉnh sửa các cây và khắc phục lại luôn, để cho cái cây của mình nó không bị ảnh hưởng. Còn nếu mà mình không dựng lại và trồng lại luôn ấy, thì cái cây của mình sẽ phải cắt cụt hết lá. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự phát triển của cây. Và riêng nhà em thì sẽ khắc phục luôn. Hai cái cây hồng đèn lồng này hầu như là còn rất nhiều quả, còn rất sai. Lá thì trên ngọn hầu như là rụng hết lá, bay hết lá rồi, te tua hết ra. Nhưng mà quả thì còn nguyên nha các bác nhé. Quả thì còn rất nhiều. Nói chung là cũng rụng nhưng mà không đáng kể. Còn đây cũng là cây hồng đèn lồng này. Cây này thì còn nguyên quả, không rụng một quả nào luôn. Đợt trước em cũng đã quay giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn cái cây hồng đèn lồng này rồi đấy. Cái cây này thì rất là sai quả và quả to. Cây ở trong chậu cực kỳ đẹp luôn. Cây này không rụng một quả nào. Sau bão thì hầu như là các cây, nói chung là nó cũng không được tươi tốt lắm. Nó rụng te tua và gió bão ấy làm cho lá cây thì nó cũng bay te tua ra, nhìn nó không được đẹp lắm. Ở phía này thì hôm qua nhà em cũng có một số cây bị đổ mới dựng lại. Đây cũng là cây hồng đèn lồng này. Nhà vườn em thì có rất nhiều hồng. Có hồng đèn lồng, hồng vuông Nhật Bản, có hồng vuông Lạng Sơn chín Tết, có hồng trứng chín Tết và có hồng tứ quý chín Tết. Có hồng da tre, hồng da thanh. Hồng da tre cây to, cây nhỏ đều có. Nói chung là nhà em có tất cả các loại hồng. Cô bác, anh chị và các bạn có nhu cầu trồng cây gì hay mình cần tìm hiểu về cây gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0977 516 966 nhé, hoặc số 0927 386 866 ạ. Ở ngoài đây thì nhà em cũng có một số cây nhập khẩu như là cây nho thân gỗ, cây cherry,
cây táo tàu, táo pan giao và các loại táo khác. Ngoài các cây ăn quả và cây những cái cây nhập khẩu ra thì nhà vườn em có các loại cây công trình như cô bác anh chị và các bạn nhìn ở bên trong đấy. Nhà em có các cây công trình bóng mát, cây lớn. Ở phía ngoài này thì có những cây lỡ như là cây thị, cây lê hay là cây quất hồng bì và cây hồng lớn. Nhà vườn em thì có các loại cây, từ cây giống đến cây lỡ cho đến cây có thể trồng công trình bóng mát, cây với kích thước lớn đấy ạ. Ở phía trong này, cô bác anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở phía trong này những cái cây cao đấy, đều là cây bóng mát. Ở bên trái này, cô bác anh chị và các bạn thấy đây là hàng hồng da tre cây lớn nhá. Cây này, tất cả các cây này thì đều đã ra quả nhiều năm rồi và nó đều là cây rễ. Sau bão thì vườn nhà em đã khắc phục rồi nhưng mà nó vẫn còn khá là te tua như thế này. Giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn, cô bác anh chị và các bạn cần tham khảo cây gì thì liên hệ nhà em nhé. Em xin phép dừng video tại đây. Chúc cô bác anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.